Lau dầu đồng hồ có đơn giản như các bạn nghĩ. Có rất là nhiều loại dầu của đồng hồ sử dụng trong việc lau dầu, tùy thuộc vào từng bộ máy cũng như là tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra thì chúng ta sẽ sử dụng những loại dầu khác nhau và sẽ tra vào những cái chi tiết được hãng quy định. Tại Galeke, các kỹ thuật viên bên mình được hãng chia sẻ các cái tài liệu cũng như là hướng dẫn trực tiếp và cập nhật liên tục về các bộ máy của đồng hồ, nên bên mình luôn được hướng dẫn chi tiết về những cái loại dầu cũng như là cách thức chấm dầu trong việc lau dầu của đồng hồ. Đây là một số loại dầu mình sẽ ví dụ cho các bạn mà bên mình thường sử dụng nhất. Ví dụ đây là cái dầu 8200 và đây là dầu D5. Dầu này thì thường được sử dụng cho những cái ví dụ như chiếc bánh xe rỗng. Còn đây là dầu 9010. Thì tùy thuộc vào những cái bộ máy và tài liệu của nhà sản xuất đưa ra thì những cái quy định về loại dầu sẽ được sử dụng khác nhau. Có bốn lưu ý khi lau dầu một chiếc đồng hồ. Đầu tiên, chúng ta bắt buộc phải làm sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ những các cái chi tiết của đồng hồ. Tốt nhất chúng ta nên làm ở trong môi trường kín và không có bụi. Thứ hai, chúng ta phải sử dụng đúng loại dầu và được hãng đưa ra. Thứ ba, chúng ta phải chấm và thao tác đúng kỹ thuật. Thứ tư là sau khi tiến hành xong, chúng ta sẽ phải kiểm tra độ nhanh chậm, kiểm tra nước ở trên máy chuyên dụng. Sau đó thì mới tiến hành gửi trả lại cho khách hàng.